Nay mình sẽ giới thiệu cái mâm Eken. Đây có chữ Eken đây. Màu bạc nó rất là bóng. Đây, ngắn chạy 150 nha. Nó lớn lên từ rồi. Nó lớn lên chứ ơi. Mới ăn hơi mệt. No. Ở đây khách mình xài vỏ camel chỉ cần mâm Eken 1.6 à, là ở trước đã thay dĩa 245 và đĩa ốc xay da trắng. Đặc điểm của đĩa này là cái nó có một cái lợi hâm vô ốc rất là chuẩn. Cái dành ốc của mình vô là lọt cái khâu đây luôn à. Mâm có tặng pop chút cho anh em luôn, vừa canh zin hết nha. Mâm này đặc biệt là xài hai canh zin hai bên lại nha anh em. Rồi, vỏ này là vỏ con ruột cam em nha, giá 650k một cặp, khoảng 70-80. Okay. Hết luôn nha, giờ mới gắn ở shop luôn à, gắn được dĩ zin ôm sát bô hết liền, không bị trên không bị hở, gắn được ốc không phải cần phải chỉnh bát gì hết. Và cái cổ bô này là cổ bô hai khúc có lò xo ngay đây, nên em cút cái này ra được, khỏi cần mở cổ bô, mở ốc này là cút cái bô này ra được luôn. Cổ này ôm sát hết, không có bị cắm áo đây anh em ha. Cổ rất là đẹp, cổ này cổ inox nó ôm sát lắm, máy đưa thẳng bô ra đeo nghe bác rất là chuẩn. Mình test clip bô cho anh em.